Chào mừng tất cả quý vị trở lại với kênh Tham quan nước Mỹ Channel. Mình xin kính chúc cho tất cả quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Nhân dịp Giáng sinh về, em xin kính chúc cho tất cả quý vị ở 50 tiểu bang nước Mỹ và tất cả kiều bào đang sinh sống trên toàn thế giới cũng như là các quý vị ở Việt Nam luôn luôn dồi dào sức khỏe, thật nhiều niềm vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình trong cái dịp đón Giáng sinh về. Nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh Tham quan nước Mỹ Channel, bạn đừng quên nhấn nút like cũng như là nút đăng ký kênh là cái nút màu đỏ phía dưới, để mỗi khi mình ra video mới, bạn là người đầu tiên nhận được những cái thông tin mới nhất nhé. Để cập nhật thông tin về việc Việt Nam mở lại đường bay thương mại quốc tế thì hôm nay em xin chia sẻ đến quý vị về những cái thông tin mới nhất về những cái chuyến bay thương mại. Các hãng hàng không công khai đã công bố lịch bay quốc tế. Việt Nam Airlines cho biết sẽ khai thác trở lại 15 đường bay quốc tế từ đầu năm 2022. Vietjet và Bamboo Airways cũng công bố kế hoạch bay châu Á và châu Âu. Việt Nam Airlines cho biết việc nối lại các đường bay sẽ được thực hiện trong hai giai đoạn và phụ thuộc vào việc phê duyệt triển khai của cơ quan chức năng. Giai đoạn 1 dự kiến bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022. Việt Nam Airlines lên kế hoạch khai thác các chuyến bay hai chiều giữa Việt Nam và Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan, Lào, Campuchia. Giai đoạn này dự kiến chỉ thực hiện trong thời gian ngắn, khoảng 2 tuần. Vietnam Airlines sẽ mở bán vé sau khi có phê duyệt của nhà chức trách. Giai đoạn 2, Vietnam Airlines lên kế hoạch khôi phục thêm các đường bay hai chiều giữa Việt Nam và Anh, Pháp, Đức, Nga, Australia, Hồng Kông, Malaysia. Tần suất khai thác tùy thuộc vào sự phân bổ của Cục Hàng không. Trong giai đoạn 1, mỗi chặng bay dự kiến gồm 4 chuyến một tuần sẽ tăng dần dựa trên nhu cầu khai thác thực tế và yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Trong đó, số lượng chuyến bay tập trung trên các đường bay có nhu cầu lớn như là Đông Bắc Á và Đông Nam Á. Vietnam Airlines cho biết đang tiếp tục làm việc với các nhà chức trách để bổ sung hoàn thiện kế hoạch bay và sẽ cập nhật sớm nhất tới hành khách trong trường hợp lịch bay thay đổi do bất khả kháng. Trong khi đó, Vietjet Air thông báo dự kiến khai thác trở lại các chuyến bay thường lệ quốc tế từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, bao gồm các đường bay kết nối Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Tokyo, Narita, Nhật Bản, Seoul của Hàn Quốc, Đài Bắc, Đài Loan, Singapore, Thái Lan ngay từ đầu tháng 1 năm 2022. Trong giai đoạn 1, dự kiến bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, các chặng bay sẽ được khai thác từ một chuyến khứ hồi một tuần và tăng lên theo nhu cầu của người dân, du khách và sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhằm đảm bảo khai thác an toàn, phòng chống dịch bệnh hiệu quả. Giai đoạn tiếp theo, Vietjet dự kiến sẽ mở lại toàn bộ các đường bay quốc tế mà hãng đã khai thác trước đây đến các quốc gia khác trong khu vực cũng như xa hơn đến Ấn Độ, Nga. Bamboo Airways cũng cho biết sẽ khai thác quốc tế trở lại từ đầu năm 2022. Từ tháng 1 năm 2022, Bamboo Airways có kế hoạch khai thác đường bay thẳng thường lệ hoặc thuê chuyến Hà Nội, Narita với tần suất một chuyến một tuần, Hà Nội, Đài Bắc, Đài Loan, Trung Quốc và Hà Nội, Seoul, Hàn Quốc. Ngay khi các điều kiện cho phép theo phê duyệt của chính phủ, hãng bay cũng cho hay đang xúc tiến kế hoạch bay thường lệ hoặc thuê chuyến và tiến tới mở thêm nhiều chuyến bay mới như Hồ Chí Minh, Tokyo cũng như là từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Osaka vào cuối năm 2022. Với khu vực châu Á, trong tháng 1 năm 2022, ngay khi các điều kiện cho phép, Bamboo Airways dự kiến khai thác đường bay thương mại thường lệ hoặc thuê chuyến Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Hãng cũng dự kiến đưa vào khai thác các đường bay Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, hai chuyến khứ hồi một tuần, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đức với tần suất một chuyến khứ hồi một tuần. Về tần suất, trong giai đoạn đầu, Bamboo Airways sẽ khai thác theo phân bổ tần suất của chính phủ. Khi thị trường phục hồi, hãng sẽ khai thác bay thường lệ hàng ngày và tiến mở thêm nhiều tuyến bay mới kết nối Việt Nam với Mỹ, châu Âu, châu Úc, Đông Bắc Á, Đông Nam Á ngay khi các điều kiện cho phép. Trước đó, tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, đại diện ngoại giao của các quốc gia đề xuất Việt Nam sớm thực hiện miễn cách ly đối với người nhập cảnh đã tiêm đủ vaccine phòng chống dịch COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh và có xét nghiệm RT-PCR âm tính. Đại diện quốc gia điểm đến
mong muốn các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xem xét tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để thủ tục xuất nhập cảnh, thị thực đối với người nhập cảnh như trước khi dịch Covid bùng phát. Đó là những cái thông tin về những cái chuyến bay sắp tới mà bên chính phủ Việt Nam có dự định sẽ mở lại, tất cả các hãng hàng không sẽ mở lại những cái đường bay trong cái thời gian sớm nhất. Thì đó là những cái thông tin mới nhất mà tất cả quý vị ở khắp nơi trên thế giới cũng như là 50 tiểu bang của nước Mỹ rất là quan tâm về cái vấn đề mở lại đường bay thương mại ở Việt Nam. Và chúng ta tất cả mọi người đang rất là chờ đợi và nóng lòng mong muốn những chuyến bay thương mại này được mở lại và chúng ta có thể đi về Việt Nam giống như ngày xưa, không có cần phải làm bất cứ một cái thủ tục gì, dễ dàng như ngày xưa trước khi mà dịch bùng phát nha quý vị. Thì đó là những cái mong muốn của tất cả quý vị đang sinh sống ở nước ngoài, rất mong muốn chính phủ Việt Nam tạo điều kiện giúp đỡ mở lại đường bay càng sớm càng tốt để kiều bào sinh sống ở nước ngoài có thể trở về quê hương trong cái thời gian sớm nhất có thể. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và hiện tại bây giờ em có được vài chuyến bay giá tương đối cũng tốt, nhưng mà những cái chuyến bay này là phải cách ly ở khách sạn 3 ngày. Nếu quý vị nào có cần đi gấp về Việt Nam trong tháng 1 thì hãy liên hệ em, để còn những cái vé nào thì em sẽ hỗ trợ quý vị vé đó để mà quý vị đi về Việt Nam trong tháng 1 nha quý vị. Thì trong tháng 1 này hiện tại cái lịch mà của hãng máy bay cho đó vẫn là cách ly 3 ngày, chưa có cái lịch mà bỏ cách ly. Cho nên nếu mà ai cần đi gấp thì liên hệ em để em hỗ trợ quý vị một cái vé. Em bán vé máy bay cho 50 tiểu bang nước Mỹ và cũng bán vé máy bay cho tất cả các nước trên thế giới về Việt Nam, cũng như là vé máy bay cho quý vị từ Việt Nam qua tất cả các nước. Nếu quý vị nào có nhu cầu mua vé đi về Việt Nam thì hãy vui lòng liên hệ em ở cái số điện thoại là 714-244-8834. Em xin nhắc lại số điện thoại của em là 714-244-8834. Sau đây em xin giới thiệu đến quý vị dịch vụ bên em chuyên đổi hộ chiếu Việt Nam còn hạn hoặc đã hết hạn, kể cả hộ chiếu đã hết hạn từ lâu. Cấp mới hộ chiếu Việt Nam trong trường hợp hộ chiếu của khách bị mất hoặc hư hỏng. Xin cấp hộ chiếu Việt Nam cho các khách sang Mỹ từ lâu mà chưa bao giờ có hộ chiếu trước đây. Cấp hộ chiếu Việt Nam cho trẻ em sinh ra tại Hoa Kỳ có ba hoặc mẹ mang hộ chiếu Việt Nam. Gia hạn passport Mỹ, visa 5 năm miễn thị thực, visa cho khách nước ngoài nhập cảnh Việt Nam. Các giấy tờ ủy quyền tài sản mua bán nhà đất. Từ chối di sản thừa kế, các loại ủy quyền khác, phiên dịch các loại giấy tờ. Gia hạn thẻ xanh 10 năm, dịch vụ đổi bằng lái xe quốc tế. Em xin giải thích đổi bằng lái xe quốc tế ở đây. Quý vị có một cái bằng lái xe ở Mỹ thì em sẽ làm cho quý vị một cái bằng lái xe quốc tế để mà khi về Việt Nam quý vị cũng có thể lái xe ở Việt Nam được, hoặc là quý vị cũng có thể lái xe đến mấy chục nước trên thế giới khi mà quý vị đi du lịch đến nước đó. Cái bằng lái xe quốc tế này nó sẽ có giá trị là 10 năm, có thời hạn là 10 năm. Nếu mà quý vị nào có nhu cầu muốn làm một cái bằng lái xe quốc tế để về Việt Nam có thể lái xe được, hoặc là đi du lịch nước khác lái xe được, thì hãy liên hệ em để em hỗ trợ quý vị có một cái bằng lái xe quốc tế nha quý vị. Bên cạnh đó thì em xin bằng lái quốc tế cho du khách lái xe tại Mỹ. Tất nhiên là những người nào đi du lịch đến Mỹ mà có bằng lái xe quốc tế thì em sẽ xin cho quý vị một cái bằng lái xe tại Mỹ, để quý vị có thể lái xe trên nước Mỹ được luôn nha quý vị. Nhiều dịch vụ lãnh sự khác như là phiếu lý lịch tư pháp, giấy xác nhận nguồn gốc Việt Nam, dịch vụ chuyên làm hồ sơ di trú Mỹ, chuyên làm hồ sơ bảo trợ tài chính để bảo lãnh người thân qua Mỹ định cư, hỗ trợ những ai thu nhập thấp, cần người cô sai để hoàn thành hồ sơ bảo trợ tài chính để bảo lãnh người thân qua Mỹ định cư. Quý vị thân mến, nếu quý vị thấy video của mình hữu ích cho người thân, bạn bè và gia đình, hãy vui lòng bấm like, đăng ký kênh và chia sẻ video giúp giùm em nha quý vị. Để một ai đó đang cần những cái dịch vụ mua vé máy bay đi về Việt Nam, hay là mua vé máy bay Việt Nam qua tất cả các nước, hay là cần những cái dịch vụ mà em mới vừa giới thiệu ở trên, thì hãy vui lòng liên hệ em ở cái số điện thoại là 714-244-8834. Em xin nhắc lại số điện thoại của em là 714-244-8834.
Vui lòng hãy kết nối bằng Viber hoặc là Zalo nha quý vị để thuận tiện trong cái vấn đề hỗ trợ quý khách mọi lúc mọi nơi. Khi em bán vé máy bay cho quý vị 50 tiểu bang của nước Mỹ đó, thì khi mà quý vị qua sân bay Los Angeles thì em có cái dịch vụ xe đón tại sân bay dành cho những quý vị nào mà cần cái dịch vụ xe đón ở sân bay để quý vị mà không biết tiếng Anh hoặc là những người mà lớn tuổi không có rành đường đi thì em sẽ hỗ trợ quý vị xe đón ở sân bay để tiện lợi cho quý vị trong cái vấn đề di chuyển ở sân bay nha quý vị. Em xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị, anh chị, cô chú và tất cả các bạn gần xa 50 tiểu bang của nước Mỹ cũng như là tất cả quý vị ở trên toàn thế giới đã ủng hộ kênh Tham quan nước Mỹ Channel trong suốt thời gian qua. Và em xin kính chúc cho tất cả quý vị luôn luôn dồi dào sức khỏe. Em xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị rất là nhiều. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!